Cô gái này là một lính thủy đánh bộ và đang phục vụ cho một tổ chức ngầm với tư cách là một đặc vụ cấp cao. Hôm nay tại quán ăn này, cô ta đang chờ đợi để gặp mặt cấp trên của mình để bàn về một số chuyện. Tuy nhiên, người đến gặp cô ta lại là gã bạn trai cũ. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta yêu cầu người phụ nữ hãy nhanh chóng cùng anh ta quay trở về tổ chức. Người phụ nữ không chấp nhận lời đề nghị này vì bản thân còn một số chuyện cần giải quyết để có thể minh oan cho bản thân. Vì ngay lúc này, cảnh sát cũng như chính tổ chức đang săn đuổi cô ấy vì bị gắn ghép oan tội sát hại người vô tội. Biết rằng không thể dùng lời nói để thuyết phục người phụ nữ, nên tên bạn trai cũ chỉ đánh động tay động chân để mang cô ta về, dù có lành lặn hay không. Một trận đánh vô cùng khốc liệt đã diễn ra. Đúng lúc này thì những người khách hàng ở trong quán ăn thấy chuyện bất bình, đàn ông đánh phụ nữ nên cũng lao vào giúp một tay. Nhờ có sự trợ giúp từ những khách hàng xung quanh, cô đánh cho gã bạn trai tối tăm mặt mày và rồi ngất lịm đi khi ăn hàng tá đòn. Xử lý xong xuôi tên bạn trai cũ, cô gái ngỏ ý mượn chiếc xe của chàng trai trẻ tốt bụng vừa ra tay giúp đỡ trong việc chống trả gã bạn trai cũ. Chàng trai trẻ này phải nói là một người vô cùng nhân hậu và tốt bụng. Anh ta chấp nhận giúp đỡ một người phụ nữ lạ mặt mà không hề lưỡng lự. Trên đường đi, chàng trai tự giới thiệu mình là Scott, vừa chỉ mới bước sang tuổi 19 cách đây không lâu. Do cuộc đời vẫn còn tương lai sáng lạn đang chờ đón ở phía trước, nên Scott muốn chắc chắn rằng bản thân không dính líu đến những chuyện trái pháp luật. Người phụ nữ bảo bản thân không phải là một kẻ buôn hàng cấm hoặc tội phạm nguy hiểm. Thực chất, cô ta là một đặc vụ đang công tác cho một tổ chức bí mật được chính phủ Mỹ thành lập. Nhưng do một số chuyện đã xảy ra khiến mọi người hiểu lầm và cho rằng cô ấy đã sát hại đồng nghiệp cùng với phản bội tổ chức. Vậy rốt cuộc người phụ nữ này có lai lịch như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta trở thành tội phạm bị truy nã của cả cảnh sát lẫn tổ chức ngầm của chính phủ? Các diễn biến tiếp theo của bộ phim như thế nào? Thì mời các bạn đến với bộ phim mang tên Người đẹp trả thù để tìm câu trả lời nhé! Tại thành phố Barcelona thuộc đất nước Tây Ban Nha, nơi đây có một nhà báo tên là Giang đang bị bọn xã hội đen bắt cóc và giam giữ. Rosio là một chính trị gia giàu có, đã có một cuộc nói chuyện với Kenneth, quản lý điều hành tổ chức đặc vụ bí mật. Ông ta muốn Kenneth cử một đội thật tinh nhuệ và chuyên nghiệp đến và giải cứu Giang một cách an toàn nhất có thể. Số tiền thưởng sau khi hoàn thành phi vụ này là rất lớn, đủ để bất kỳ ai cũng phải mềm lòng. Và Kenneth đã nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này. Và Marory, người được chọn để lãnh đạo nhóm đặc vụ thực hiện công việc giải cứu đầy nguy hiểm này. Người đầu tiên đến hội nhóm là anh chàng điển trai vạm vỡ Aaron. Trước khi đợi cả nhóm hội quân đầy đủ, Aaron cùng với Marory sẽ đi thám thính và xem sơ qua một lượt khu nhà nơi bọn xã hội đen đang trú ngụ. Ngoài những tên côn đồ được trang bị vũ khí như súng ống ra thì phải nói căn nhà này không có gì nổi bật cả. Không có hệ thống an ninh hiện đại, cũng như không quá kiên cố. Dĩ nhiên với trình độ của Minori thì việc xông vào cứu người ở một nơi như thế này không khác gì lấy một món hàng trong túi đồ của mình. Sau khi hai thành viên nữa trong nhóm đi đến nơi, tất cả các đặc vụ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đợi đến khi tên xã hội đen không có mặt ở nhà, Minori cùng với ba thành viên khác trong nhóm sẽ tiến hành đột nhập vào bên trong giải cứu con tin. Aaron được giao nhiệm vụ canh gác ở bên ngoài và quan sát mọi thứ diễn ra qua màn hình camera. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến thì phải ngay lập tức gọi điện thoại yêu cầu viện trợ. Đúng như dự đoán, lũ côn đồ địa phương này không phải là đối thủ của Minori cùng với những đồng đội của mình. Họ nhanh chóng càn quét sạch sẽ và thành công giải cứu được Gian mang ra ngoài. Đúng lúc này thì tên đại ca xã hội đen vừa về đến và bắt gặp cảnh tượng trong nhóm đặc vụ đang giải cứu con tin. Hắn nổi điên lên nổ súng tấn công nhóm của Minori, nhưng do biết rằng bản thân đang bị lép vế về hỏa lực cũng như số lượng nên đã vội vàng tháo chạy. Nhưng Minori không để cho hắn chạy thoát dễ dàng như vậy. Cô ấy để cho những người đồng đội ở lại bảo vệ cho Gian, còn riêng bản thân cô ấy sẽ đuổi theo và lo liệu tên đại ca xã hội đen. Không mất quá nhiều thời gian để nữ đặc vụ có thể đuổi kịp và bắt đầu trao đổi chiêu thức với tên côn đồ. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên tên đại ca xã hội đen phải đối mặt với một đối thủ lãng ký như vậy. Chưa đầy hai nốt nhạc, tên trùm xã hội đen đã bị đánh cho nằm liệt dưới sàn nhà. Chỉ chờ có như vậy, Minori liên lạc với trụ sở bảo họ xử lý nốt những gì còn lại ở hiện trường. Sau khi hoàn thành xong phi vụ giải cứu Gian, nhóm đặc vụ của Minori cũng bắt đầu chia tay nhau, mỗi người một nơi tiếp tục công việc của riêng mình. Riêng Minori, đây sẽ là lần cuối cô phục vụ cho tổ chức. Cách đây không lâu, cô đã đệ đơn xin nghỉ việc của mình. Minori muốn tìm lẽ sống mới cho bản thân, muốn được tận hưởng cuộc sống bình yên như bao người khác. Trước khi chia tay, Aaron cùng với Minori đã có một đêm mặn nồng vô cùng đáng nhớ. Sáng hôm sau, ngay khi trở về Mỹ, chưa kịp nghỉ ngơi thì quản lý của tổ chức là Kenneth lại tiếp tục tìm đến tận nhà của Minori. Hắn ta yêu cầu cô thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng và hứa rằng sẽ không bao giờ làm phiền đến Minori một lần nào nữa. Công việc này rất đơn giản, Minori sẽ đóng giả làm bạn gái của Pau, một đặc vụ khác thuộc tổ chức và tiếp cận vào bên trong dinh thự của một người tên Studer. Nhiệm vụ của Minori chỉ là đi theo và hỗ trợ cho Pau, còn mục đích thật sự của phi vụ lần này khi phải tiếp cận vào bên trong dinh thự của Studer thì cô không được biết rõ.
mọi thứ Paul sẽ lo liệu. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Kenneth đưa cho Manary một chiếc kẹp làm trang sức. Mục đích là để Paul có thể nhận ra được đây là đặc vụ của tổ chức cử đến để hỗ trợ anh ta trong nhiệm vụ lần này. Vừa gặp mặt, Paul đã liền chứng minh bản thân là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và điển trai. Cả hai tìm đến khách sạn hạng sang trong địa phương làm nơi tá túc trước khi thực hiện nhiệm vụ vào đêm hôm nay. Cả Paul lẫn Manary dù rằng là đồng đội của nhau trong phi vụ này, nhưng trong lòng cả hai vẫn chưa tin tưởng đối phương hoàn toàn. Nhân lúc Paul đang đi tắm, Manary đã lục lọi túi đồ của anh ta và thành công ăn cắp dữ liệu từ chiếc điện thoại. Cô ấy muốn biết rằng nhiệm vụ thực sự mà Paul cùng với bản thân đang thực hiện là gì. Mặt khác, Paul cũng đang làm điều tương tự với đồ dùng của Manary, nhưng anh lại không tìm được bất kỳ điều gì khả nghi. Sau khi đã lên đồ lộng lẫy cho bản thân, cả hai bắt đầu tiến vào buổi tiệc tại dinh thự của tên Studer. Tại đây, cả hai được tên Studer mời vào tham dự của chuyến đi nghỉ mát và trượt tuyết vào ngày mai. Paul yêu cầu Manary đi xung quanh để cảnh giác, còn bản thân anh ta sẽ lo liệu việc với Studer. Biết rằng bản thân đang bị giấu giếm một điều gì đó mờ ám, nên Manary đã lẻn lên lầu, quan sát cuộc trò chuyện giữa Paul cùng với Studer qua cửa sổ. Do khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe rõ hai người họ đang bàn bạc với chuyện gì. Sau khi nói chuyện một lúc thì Paul bước vào bên trong một nhà kho nằm ở sân sau của dinh thự. Manary vội vàng chạy xuống bên dưới để tìm hiểu nhưng vô tình chạm mặt với Studer. Nhưng cô nàng đặc vụ đã nhanh trí lấy lý do mình đang đi tìm nhà vệ sinh để đánh lừa Studer. Hắn không mấy nghi ngờ, liền tận tình chỉ cho Manary vị trí nhà vệ sinh rồi sau đó rời đi nhanh chóng. Manary nhân cơ hội đó đã chạy đến căn nhà kho, nơi cô trông thấy Paul đã đi vào bên trong lúc nãy. Bên trong chỉ toàn là những món đồ cũ, không có bất kỳ giá trị nào cũng như không có những điều gì là khả nghi. Đang lần mò một lúc thì Manary phát hiện ra một xác người bên dưới gập giường. Người đàn ông xấu số này không ai khác chính là Giang. Chẳng phải ông ta đã được nhóm của Manary giải cứu cách đây không lâu sao, nay lại có mặt ở nhà kho trong tình trạng thê thảm như thế này. Nguyên nhân cho cái chết của Giang chính là bị một viên kẹo đồng ghim thẳng vào đầu. Có lẽ người ra tay là một sát thủ rất lành nghề. Đúng lúc này thì Paul gọi điện đến vì hắn đã tìm khắp nơi trong dinh thự, vẫn không thấy bóng dáng của Manary. Cô lấy lý do là bản thân đang đi vệ sinh và sẽ gặp mặt Paul ở sảnh chính, sau đó sẽ cùng quay về khách sạn vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Trên đường quay về, Manary liên tục suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Chắc chắn hung thủ sát hại ông Gian chính là Paul, nhưng tuyệt nhiên cô không thể nghĩ ra động cơ để anh ta làm việc này và lý do mà ông Gian lại có mặt trong nhà kho của Studer là gì. Mọi thứ vẫn còn quá nhiều khúc mắc. Đúng lúc bước vào bên trong căn phòng thì đột nhiên Paul đánh lén cô từ phía sau. Dù bị đánh bất ngờ nhưng Paul cũng không thể dễ dàng đánh ngất một người có thể chất tuyệt vời như Manary. Việc này khiến cho cả hai buộc phải phân định thắng bại bằng chính sức lực của mình. Quả nhiên là hai đặc vụ cấp cao hàng đầu của tổ chức. Màn combat nảy lửa này họ đã không làm cho khán giả phải thất vọng. Những món đòn vô cùng nguy hiểm được cả hai liên tục tung ra. Bản thân Manary cũng như Paul đều thẳng tay với đối thủ của mình mà không có một chút nhân nhượng. Bởi vì trong lúc này, chỉ cần có một chút khinh suất là có thể phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Sau một lúc tỉ thí võ công vô cùng nhiệt tình, Manary đã giành chiến thắng và khống chế thành công Paul xuống sàn. Manary từ từ rút khẩu súng bản thân đã chuẩn bị từ trước bên dưới gầm giường ra. Không nói không rằng, lạnh lùng bóp cò tiễn người đồng đội mới quen về nơi chín suối, đoàn tụ với ông bà. Sau khi xử lý xong Paul, thì đột nhiên điện thoại của anh ta liên tục reng lên báo hiệu có người nào đó đang gọi đến. Manary không chần chừ liền nghe máy, đầu dây bên kia không ai khác chính là Kenneth. Hắn ta gọi đến cho Paul để hỏi rằng liệu đã giải quyết nhanh gọn được Manary đúng như kế hoạch. Thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện cũng chính là người cấp trên mà Manary hết mực tin tưởng trong suốt thời gian qua. Cô quyết tâm bắt Kenneth phải trả giá cho hành động của mình. Sáng ngày hôm sau, Manary gọi điện về cho cha của mình và thông báo rằng bản thân sẽ đến ở trong khoảng thời gian sắp tới vì tình hình lúc này đang khá rối ren. Trong lúc đi bộ, Manary phát hiện ra bản thân đang bị bám đuôi bởi những kẻ lạ mặt. Manary nhanh chóng chạy vào một đoạn đường hẻm để cắt đuôi bọn theo dõi, sau đó vứt luôn chiếc điện thoại của mình vì tưởng rằng đó là thiết bị mà bọn chúng dùng để định vị ra cô. Liên tục tận dụng những con hẻm ngoằn nghèo, cuối cùng Manary cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm người lạ mặt. Sau đó cô bắt xe taxi và đi đến nơi khác. Manary dừng lại tại một cửa hàng đồ điện tử để mua cho bản thân một chiếc điện thoại mới. Đúng lúc này, cô phát hiện ra trên chiếc cặp của mình có một thiết bị định vị được cài sẵn vào từ trước. Thì ra đây mới là công cụ mà đối phương dùng để lần ra dấu vết của Manary. Chưa kịp tiếp tục chạy trốn thì lực lượng đặc nhiệm chuyên đàn áp tội phạm nguy hiểm đã được triển khai đến nhằm bắt giữ Manary. Biết rằng nếu cứ liều mạng chống trả thì một vé lên nóc tủ ngắm gà luộc là điều hiển nhiên vì đối phương quá đông lại còn được trang bị vũ khí đến tận răng. Không còn cách nào khác, Manary tiếp tục công cuộc chạy trốn của mình. Cô leo lên trên sân thượng và những tòa nhà để có thể cắt đuôi được lực lượng đặc nhiệm. Hai thành viên của đội đặc nhiệm đã đuổi kịp cô, buộc lòng Manary phải chống trả. Cô dụ bọn họ vào một căn phòng giặt ủi, sau đó bất ngờ nhảy ra tấn công. Nhanh chóng, hai người lính đặc nhiệm bị hạ trong tích tắc trước khi kịp phản kháng.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của mình, Manari đã thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng đặc nhiệm. Đêm đó, Manari đã trốn vào một nhà máy trong địa phương để nghỉ ngơi qua đêm. Cô gọi điện cho Rodio vì chính ông ta là người đã thuê bọn họ đi giải cứu Gian. Có phải ông ta còn có một mục đích khác mờ ám nào khác? Nhận được cuộc gọi của Manari khiến cho Rodio cảm thấy vô cùng bất an. Hắn gọi điện đến cho viên thượng sĩ và bắt đầu chất vấn tại sao tổ chức của Kenneth đã hứa rằng dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện nhưng nay Manari vẫn còn sống, ngược lại còn đe dọa ông ta. Thượng nghị sĩ sau khi trò chuyện với Rodio thì liền bắt máy gọi điện đến cho Manari. Tên này quả là một con cáo già, sau khi biết mọi chuyện đã bị đổ bể, hắn quyết định sẽ khai nhận sự thật cho Manari nghe để chứng minh bản thân không hề liên quan đến việc này. Để giúp đỡ cho Manari, ông ta tự nguyện sắp xếp một cuộc gặp cho cô cùng với Kenneth tại một quán ăn nằm bên ngoài địa phận của thành phố New York để có thể làm rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, người đến không phải là Kenneth mà lại chính là Aaron như đã nói ở ban đầu. Quay trở lại hiện tại lúc này, Manari đang lái xe chạy đến hướng nhà của cha mình, mục đích là để ẩn nấp và chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi mới chuẩn bị hành động bước tiếp theo. Nhưng trên đường đi, cô lại vô tình chạm trán với lực lượng cảnh sát của địa phương đã bị chặn đường đi ở phía trước, không còn cách nào khác. Manari đành phải phóng xe vào rừng tìm đường khác để tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Với kỹ năng lái xe không thua kém bất kỳ một tay đua cửa khôi nào, Manari đã thành công thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát. Nhưng xui xẻo thay, lúc lái xe bỏ trốn cô đã vô tình tông phải một con nai trong rừng khiến chiếc xe gặp tai nạn. Ngay lúc đó, cảnh sát cũng đã tìm đến nơi và gô cổ hai người Manari cùng với Scott. Nhưng thay vì được đưa đến đồn cảnh sát thì hai người lại được mang đến một khu đất vắng vẻ. Thì ra nhóm cảnh sát này đã bị mua chuộc và sau khi mang Manari giao nộp cho nhóm người bí ẩn thì bọn cảnh sát sẽ được hưởng một số tiền khá lớn. Nhưng đời không như là mơ, tiền thì chưa thấy đâu nhưng kẹo đồng đã được gửi đến trước. Manari leo lên xe và nhanh chóng đưa Scott rời khỏi nơi nguy hiểm này. Đến một khu đất an toàn, cô đưa cho Scott một số điện thoại và yêu cầu anh ta hãy gọi đến và khai tất cả những thông tin mà bản thân được Manari kể lại. Về phần Manari, cô tiếp tục tìm đến nhà của cha mình. Đã quá chán nản với việc phải chạy trốn, cô quyết tâm lần này sẽ lên kế hoạch chờ người của tổ chức đến. Kenneth và Aaron cùng với một số sát thủ của tổ chức cũng nhanh chóng tìm đến nhà của cha Manari. Bọn họ thông báo rằng con gái của ông ấy đã phạm trọng tội khi sát hại một đặc vụ quốc gia, đồng thời làm bị thương bốn lính đặc nhiệm nghiêm trọng trong lúc truy đuổi cô ta. Kenneth yêu cầu cha của Manari hãy ngoan ngoãn hợp tác và khai ra vị trí lẩn trốn hiện tại của con gái mình. Đúng lúc này thì toàn bộ điện trong nhà đều bị ngắt, một tên sát thủ nhanh chóng bị hạ gục. Tên sát thủ còn lại với Aaron lần mò trong bóng tối, truy tìm tung tích của Manari vì biết rằng cô đang có mặt ở đây. Aaron ra hiệu cho tên sát thủ tìm đến cầu giao tổng của căn nhà để khắc phục chuyện mất điện. Đúng lúc này, Aaron cũng nhận được hình ảnh do bạn gái cũ của mình gửi đến, chính là thi thể của ông Gian. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aaron liên tục chất vấn Kenneth thì liền bị hắn rút súng ra, bắn lén làm trọng thương. Sau đó, tên quản lý hèn hạ này còn nhanh chân chạy trốn vì biết rằng một thân một mình sẽ không phải là đối thủ của Manari. Sau khi hạ gục tên sát thủ, Manari tìm đến phòng khách thì lúc này Kenneth đã bỏ trốn từ lâu. Trên sàn nhà chỉ còn Aaron đang hấp hối, biết được bản thân không thể qua khỏi nên anh đã nhắn nhủ đôi lời cuối đối với Manari. Những lời xin lỗi tuy có hơi muộn nhưng cũng chứng tỏ Aaron đã nhận ra sai lầm của mình khi đã quá tin tưởng vào tổ chức và tấn công chính bạn gái cũ của mình. Manari liền tìm đến viên thượng nghị sĩ để hỏi thăm về tung tích của tên Kenneth lần này. Cô quyết tâm phải trả cả vốn lẫn lãi cho những gì mà bản thân đã phải chịu đựng những ngày qua. Tên Kenneth sau khi chạy trốn thành công, nhưng lúc này hắn cũng không còn nơi nào khác, đành tìm đến bãi biển để ngắm hoàng hôn. Đang trong lúc thẫn thờ thì hắn đã bị Manari đánh cho tỉnh cả người, cả hai liên tục giằng co vô cùng quyết liệt. Tên Kenneth trong lúc cố gắng tháo chạy thì đã vô tình vấp ngã và bị chật chân khá nặng. Manari yêu cầu hắn khai ra toàn bộ sự thật đằng sau sự ra đi của Gian, cũng như vì sao bản thân lại bị truy sát gắt gao đến như vậy. Đến nước này, tên Kenneth cũng không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì nữa. Thì ra chính Giorgio là người đã bỏ tiền ra để thuê tổ chức làm việc này. Gian là một nhân chứng quan trọng, nắm giữ những thông tin bằng chứng về các tội ác của Giorgio. Điều này làm cho Giorgio cảm thấy chiếc ghế của bản thân bị đe dọa, nên lên kế hoạch cho người lấy mạng Gian và đổ mọi tội lỗi lên đầu đặc vụ sắp rời khỏi tổ chức như Manari. Thì ra phi vụ giải cứu Gian ở Barcelona thật chất là để cướp ông ta ra khỏi tay của phe đối địch với Giorgio. Để hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, dĩ nhiên tên Giorgio này không thể nhẫn nhơ tiếp tục cuộc sống bình yên sau khi đã làm ra vô số tội ác. Cuối phim, Manari tìm đến tận nhà của tên chính trị gia giàu có này để giải quyết dứt điểm một lần và mãi mãi. Bài học rút ra từ bộ phim chính là đừng bao giờ đánh thấp khả năng của một người phụ nữ. Khi bị dồn vào thế chân tường, họ có thể làm bất kỳ điều gì để có thể đảm bảo tính mạng cho bản thân. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.